Hello, xin chào anh em. Hôm nay cuối tuần như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong bài phân tích cho thị trường từ USD Index nè, chỉ số USD nè, cho tới vàng nè, cho tới FX và cho tới crypto trong một bài phân tích tổng hợp đưa cho chúng ta những cái nhìn chung cho thị trường trong tuần tới. Mời anh em chúng ta cùng bắt đầu nha. Lựa chọn xịn sò quá, đặc biệt là trong việc đầu tư thì nhất định phải chọn STB. Với STB muốn mua gì cũng được. Giao dịch cùng STB với hơn 2.000 sản phẩm tài chính. Trước tiên chúng ta như thường lệ chúng ta sẽ xem xét về USD Index. Chỉ số USD là chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la so với những một số cái đồng tiền chính yếu trong cái rổ tiền tệ. Thì cái chỉ số USD Index này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về sức mạnh của đồng đô la, đại ca của giới tiền tệ, đại ca của thị trường tài chính. Trước tiên chúng ta review lại cái phân tích của tuần trước. Thì tuần trước chúng ta thấy là chúng ta có một cái nhịp bật lên vào trong tuần này, và cái kỳ vọng của tuần trước của chúng ta là chúng ta đón bán từ phía trên, thì chúng ta có thể thấy là cái ý tưởng giao dịch này chúng ta đã chưa kích hoạt được, tại vì giá chưa có chạm vào cái vùng bán của chúng ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ xem coi tuần này như thế nào. Trước tiên thì chúng ta sẽ coi đánh giá chung từ cái khung thời gian tuần. Thì khung thời gian tuần thì chúng ta thấy là trong tuần trước thì chúng ta có một cái thanh tăng giá rất là mạnh dành cho USD Index. Thì chúng ta có cái mô hình là bullish outside bar, tức là thanh giá bao trùm bên ngoài á, thanh giá bao ngoài xuất hiện. Và tuần này thì chúng ta có một thanh nến nổi tiếng của mô hình nến Nhật, hay chúng ta gọi là thanh doji. Doji chúng ta thấy doji dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là ngôi sao đó. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, cái thanh doji này nó có giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau nè, nó có một cái lằn ngang cho giá mở cửa và đóng cửa, và nó có bóng trên bóng dưới đó. Thì ở cái thanh doji này chúng ta thấy là gì, bóng dưới nó dài hơn bóng trên, nghĩa là đã có lúc phe bán đẩy giá xuống nhưng mà phe mua nó đã kéo lên được. Điều này có nghĩa là vẫn còn cái lực mua từ phía dưới lên dành cho USD Index. Thì điều này có thể giúp cho giá có thể có thêm cái sự phục hồi lên phía trên. Thì chúng ta nhìn ở đây và chúng ta thấy là gì, mặc dù có sự phục hồi lên phía trên này, nhưng mà về cái cấu trúc thị trường, chúng ta gọi là cái market structure, thì chúng ta thấy là gì, nó vẫn là một cái nhịp đẩy xuyên qua cái đáy cũ. Cái đáy ở đây là cái đáy đã tạo sức đẩy lên để tạo một cái đỉnh giá cao mới ở đây. Và vì cái đáy này nó đã bị phá vỡ bằng cái nhịp đẩy này, nên mà về mặt lý thuyết chúng ta vẫn đang có một cái xu hướng giá giảm dành cho USD Index ở khung thời gian tuần. Như vậy thì nếu mà tranh bán ra ở những cái khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta sẽ có thuận lợi với cái áp lực bán của khung thời gian tuần hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại khung thời gian ngày, nơi mà chúng ta tổ chức cái chiến lược giao dịch. Thì chúng ta thấy là gì, ở đây sau một cái nhịp giảm ở đây, chúng ta thấy có một giai đoạn mà chúng ta gọi là trend nó đi yếu nè, chúng ta thấy nó đi xuống nhưng mà cái độ dốc rất là thấp, và những cái thanh giá ở đây nó có sự hỗn độn, tức là gì, nó không có một cái biên độ rộng mà nó có biên độ thân giá, tức là giá khoảng cách giữa giá đóng cửa và mở cửa nó rất là hẹp, và nó có những cái bóng trên bóng dưới cho thấy cái lực mua và bán nó khá là cân bằng nhau, chứ nó không có chiếm ưu thế. Ví dụ như giai đoạn này chúng ta có thể thấy là một giai đoạn chiếm ưu thế nè, những cái thanh giá giảm lớn nó đi đồng thuận theo một hướng và cái độ dốc của cái hướng đi là cao. Ngược lại chúng ta thấy một cái trend yếu là cái trend như thế này ở đây, nó có thể đi hơi chéo xuống một chút xíu, nhưng những cái thanh giá thì nó rất là hỗn độn, mà chúng ta thấy rất là hỗn độn mà nó có bóng tùm lum tà la hết trơn, và cái thân nó rất là nhỏ và cái độ dốc của nó rất là thấp, mà nó đi chéo xuống rất là thấp, và điều đó là một trong những cái chất xúc tác để tạo ra một cái nhịp đẩy lên tại đây. Và chúng ta thấy nhịp đẩy lên tại đây nó có một cái nhịp pullback tại đây, và chúng ta lưu ý ở cái nhịp pullback này, ba cái thanh giá pullback này chúng ta thấy một đặc điểm là gì, đó là đều có bóng dưới ha, đều có bóng dưới đẩy lên. Và ở đây chúng ta thấy là nó là một cái pin bar thiên hướng tăng, bullish pin bar, ở đây cũng là bullish pin bar, hai cái bullish pin bar liên tục đó. Thì ở đây cho thấy chúng ta thấy là gì, khả năng cái lực đẩy lên nó sẽ vẫn còn, và sẽ vẫn còn một nhịp tăng giá nữa dành cho USD Index lên phía trên này đó. Và chúng ta tăng thì tăng, nhưng mà chúng ta lưu ý là cái vùng xung quanh
cái chúng ta gọi là cái Price Pivot Zone PPZ này vẫn là một cái vùng giá rất quan trọng. Chúng ta đã nhìn ở trên khung thời gian tuần thì chúng ta thấy là gì, cái cấu trúc cái market structure, cái cấu trúc thị trường của USD Index ở khung thời gian tuần thì nó là cái hướng giảm, và vì vậy ở khung thời gian ngày nơi mà chúng ta tìm cái trigger, tức là cái điểm để bán ra, thì chúng ta sẽ đợi bán ở xung quanh cái PPZ như thế này. Ở đây có thể vẫn còn một nhịp đẩy lên nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chặn ở phía trên này, và chúng ta kỳ vọng sẽ có một nhịp bật xuống dành cho USD Index. Đó, cái phân tích của chúng ta là như vậy dành cho USD Index. Bây giờ tới vàng. Vàng trong tuần vừa rồi thì chúng ta kỳ vọng nếu mà giảm xuống về với cái vùng mà dưới một xung quanh 1800, từ khoảng đâu đó 1820 đến 1780 thì chúng ta có thể đón mua vào. Và rất tiếc là chúng ta chưa có cái kích hoạt cái chiến lược này, bởi vì là cái giá nó chưa chạm được cái vùng mua của chúng ta. Rồi ok, chúng ta sẽ nhìn từ khung thời gian tuần để chúng ta xem là chúng ta sẽ thấy điều gì. Thì khung thời gian tuần chúng ta thấy là gì? Tuần này của vàng ở đây là chúng ta cũng thấy một thanh doji giống như là của USD Index, nhưng mà nó theo chiều ngược lại, nó có bóng trên dài và bóng dưới thấp, hay bóng dưới ngắn. USD Index thì nó có một cái bullish outside 3 tăng, bullish mà nó là tăng, thì ở đây chúng ta trước đó chúng ta có một cái bearish outside 3 theo là hướng giảm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là gì, một cái bearish outside 3 ở đây, đây là một cái doji nhưng mà có bóng trên dài. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể thấy một cái nhịp đẩy xuống nữa dành cho vàng. Và nếu chúng ta nhìn ra quanh cái vùng BPZ xung quanh này thì nó đồng nhất với cái BPZ ở trên khung thời gian ngày, đó là chúng ta có một cái đáy ngay đây xung quanh 1800, cái đỉnh này cũng xung quanh 1800, một cái đỉnh nhỏ xíu ở đây cũng xung quanh 1800, thì đâu đó chúng ta thấy như chúng ta đã thấy ở khung thời gian tuần, ở khung thời gian ngày, đó là 1820 và 1780 là một cái zone có thể sẽ là một cái điểm đệm. Và chúng ta lưu ý ở khung thời gian tuần này thì xu hướng giá tăng vẫn đang là chủ đạo cho vàng, tại vì nó đã vượt qua cái đỉnh cũ này đi lên trên này, thì ở đây chúng ta xem nó là một nhịp pullback kéo ngược xuống trước khi nó lại bật lên thôi mà thôi, chứ chúng ta chưa có một cái tín hiệu nào cho việc là vàng ở khung thời gian tuần đã chiều sang xu hướng giảm. Rồi chúng ta quay lại khung thời gian ngày. Thì khung thời gian ngày chúng ta thấy là trong tuần vừa qua, thì nếu mà anh em theo dõi những cái phân tích trên TradeTop thì anh em cũng thấy là chúng ta liên tục có những cái ý tưởng bán vàng trong tuần vừa qua. Lý do của nó là sau cái giai đoạn giảm mạnh hôm thứ năm thứ sáu hai ngày liên tục này, thì thứ hai, thứ ba, thứ tư ba ngày liên tục hồi lên, nhưng mà đều là những cái pin ba thiên hướng giảm, anh em thấy không, đều là những cái thanh giá có cấu trúc giống hệt nhau, có bóng trên dài và có giá đóng cửa đâu đó dưới 1/2 biên độ, nghĩa là tăng giá nhưng mà rất là yếu. Và cái đòn sát thủ thì nó được tung ra vào cái ngày thứ năm này với một cái thanh giá mà nó có bóng trên dài và đóng cửa dưới đáy, nó tạo một cái bearish outside 3, nó bao trùm cái thanh trước. Như vậy thì là chúng ta thấy là cái áp lực bán ở cái giai đoạn này nó đang rất là mạnh. 4 thanh giá tăng liên tục trong tuần vừa rồi, 2, 3, 4, 5 đều có bóng trên dài và đều đóng cửa dưới 1/2, và đặc biệt cái thanh giá hôm thứ năm thì đóng cửa gần sát đáy luôn. Ok, với cấu trúc như thế này thì chúng ta thấy cái áp lực bán nó vẫn còn duy trì trong suốt cái tuần qua. Như vậy thì tuần này chúng ta vẫn cho là có khả năng giá sẽ bị kéo xuống một cách thấp hơn, đẩy xuống thấp hơn. Và cái vùng mua của chúng ta vẫn là cái vùng mà chúng ta thống nhất giữa khung thời gian tuần và khung thời gian ngày, đó là xung quanh cái vùng 1820, 1780 chủ đạo. Tại vì với những cái hành vi giá, những cái price action đang thể hiện ở đây thì chúng ta chưa nên vội vàng mua vào, chỉ trừ khi trừ khi có thể là nó break lên phía trên, break là nó tạo phá vỡ phía trên này thì chúng ta mua vào có thể được, vì lúc đó tất cả những cái lực mà chúng ta thấy là những cái lực đè bán từ phía trên, nếu mà vượt lên phía trên này là những cái lực đè bán ở đây nó đã bị hấp thụ rồi. Còn nếu không thì chúng ta phải mua ở dưới thôi, chúng ta không vội vàng mua ở phía trên ha. Rồi, đó là cái kịch bản dành cho vàng. Rồi, kịch bản dành cho dầu thì sao? Trong tuần vừa rồi chúng ta có các kịch bản bán dành cho dầu. Nếu mà phá đáy thì bán ra, hoặc là bán ra ở đây, hoặc là bán ra ở đây. Thì chúng ta thấy là gì? Vào cái ngày thứ 6 vừa rồi thì cái kịch bản bán ra ở khung này nó đã bị phá vỡ, nó đã bị sai. Tại vì sao? Tại vì giá đã vượt lên phía trên này rồi.
đó, và đang tiếp cận ngược trở lại ở vùng trên nữa đó. Như vậy là một cái kịch bản của chúng ta bị sai, còn hai cái kịch bản kia thì chưa có được kích hoạt. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn dầu ở khung thời gian tuần. Dầu ở khung thời gian tuần chúng ta thấy là gì? Chúng ta có một thanh giá tăng gần như là sấp xỉ cái thanh giá giảm của tuần trước. Điều này cho thấy là gì? Cái lực đẩy xuống bao nhiêu thì cái lực đẩy lên nó đã hấp thụ lại được bấy nhiêu rồi. Và ở trước này chúng ta cũng có một cặp mô hình nến gần như vậy. Và tương tự như vậy, ở đây chúng ta có đẩy xuống thì chúng ta có 3 ngày đẩy lên liên tục, nó cũng tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ thấy là gì? Cái vùng giá này đang là một cái vùng giá mà phe mua phòng thủ rất là mạnh mẽ. Đẩy xuống bao nhiêu thì đẩy lên bấy nhiêu. Có những trường hợp đẩy lên một phát là bằng luôn, giờ đây xuống đây đẩy lên bằng, xuống đây đẩy lên bằng. Hoặc là có trường hợp đẩy xuống mạnh thì đẩy lên một ngày không được thì giá đẩy 3 ngày liên tục để mà tạo ra một cái nhịp tăng giá nó tương ứng với cái nhịp giảm trước. Hoặc là ở đây cũng này, đẩy xuống đẩy lên tương ứng. Ở đây đang có lực mua, chúng ta đang thấy được cái lực mua xung quanh cái vùng giá này khoảng dọc dọc từ 70 lên tới khoảng 80 đó. Là chúng ta thấy là gì, liên tục có những nhịp đẩy lên cho dầu và nó tạo thành một nhịp tích lũy consolidation ở xung quanh vùng này. Và chúng ta thấy với cái vùng tích lũy mà nó đi ngang nhiều cái thanh giá như vậy, chúng ta thấy ở đây chúng ta có một cái inside buy chủ đạo. Cái thanh giá này nó đang, cái thanh giá màu đỏ giảm này nó đang bao trùm toàn bộ cái thanh giá này phía trong nó bởi cái high và cái low của nó. Thì đó, chúng ta đang có một cái giai đoạn nén giá rất là mạnh ở khu vực này. Và chúng ta chắc chắn một điều là lần tới khi mà dầu nó break một trong hai hướng của cái thanh giá mẹ này thì chúng ta sẽ được chứng kiến một cái sóng giảm hoặc sóng tăng rất là mạnh mẽ dành cho dầu. Rồi bây giờ chúng ta thấy đang có cái lực đẩy lên rồi ở khung thời gian tuần. Chúng ta quay lại khung thời gian ngày thì chúng ta thấy gì? Chúng ta quay lại khung thời gian ngày thì chúng ta thấy dầu vẫn đang đi trong một cái vùng khung giá dao động. Một cái vùng dao động, chúng ta sẽ tạm thời xóa hết những cái mũi tên này trước khi chúng ta vạch ra cái ý tưởng giao dịch tiếp theo. Rồi, như vậy chúng ta đang đi trong một cái trading range như thế này. Và khi chúng ta nhìn vào cái cấu trúc từ phía trên xuống này thì chúng ta thấy là gì? Giá đã có một cái xu hướng giảm mà trước khi đi vào cái trading range này. Như vậy thì thật ra mà nói, chúng ta vẫn có thể ưu tiên dành cho cái kịch bản bán ra hơn là kịch bản mua vào, tại vì dù sao nó vẫn thuận với cái hướng đi trước đó của dầu, hơn. Chính vì vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục cái ý tưởng giao dịch, đó là chờ bán từ phía trên dành cho dầu, chờ bán dịch từ các vùng PPZ này, Price Pivot Zone, tức là những cái vùng giá đảo chiều đó, vùng giá xoay chiều ở đây và ở đây. Trước mắt kịch bản chúng ta là như vậy đối với dầu trong tuần tới, và chúng ta sẽ cập nhật khi có những cái tín hiệu price action mới sau khi kết thúc tuần vừa rồi, tuần này. Đó, đặc biệt ở những cái vùng giá này có thể chúng ta sẽ có những cái phase break khi mà giá nó kéo lên phía trên này và nó giật ngược trở xuống trước khi nó đi xuống dưới, thì những cái bull trap, tức là những cái bẫy giá tăng như vậy, nó sẽ tăng cái khả năng đảo chiều của giá hơn. Cái việc mà trading với bảy giá tăng, bảy giá giảm là những cái phương pháp trading mà rất là nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng, tại vì nó đã tạo những cái áp lực giá theo chiều ngược lại rất là hiệu quả. Rồi, chúng ta đi qua EURUSD. EURUSD thì tuần vừa rồi chúng ta có cái kỳ vọng là sẽ mua ở vùng giá này. Chúng ta thấy là gì? Giá đã chạm vùng mua của chúng ta, nhưng mà cái lực bật khá là yếu ha. Nó có bật lên một ngày tăng giá này, nhưng mà ngày sau đó thì nó bị kéo xuống trở lại. Như vậy thì giá đang loanh quanh ở vùng mua chúng ta, thì xem như tới thời điểm này của chúng ta thì cái lệnh này nó vẫn đang hòa vốn thôi, nó chưa có lời và cũng không có lỗ, tại vì nó chưa thoát khỏi cái vùng giá này. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần. Khung thời gian tuần thì sau cái bearish outside bar của tuần trước thì tuần này chúng ta tiếp tục có một tuần giảm giá dành cho EURUSD, kéo giá đi xuống. Nhưng mà chúng ta nhìn là gì? Chưa có một cái nghiêm trọng nào, cái tình huống nghiêm trọng nào diễn ra ở trên khung thời gian tuần của EURUSD. Ở đây vẫn đang là một vùng PPZ chặn ngang ở đây lăn quanh khoảng từ 1005 cho tới đâu đó khoảng 1003 đó. Ở đây sẽ là một cái vùng chủ đạo dành cho EURUSD ở khung thời gian tuần, vì cấu trúc xu hướng nó vẫn đang đi theo hướng là tăng giá. Đây
đây là nhịp hồi đầu tiên sau cái nhịp đẩy tăng giá này, thì chúng ta sẽ xem xét xem là cái nhịp hồi đầu tiên này nó sẽ kết thúc tại đâu, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có thể chờ mua ở khung thời gian thấp hơn. Nhưng mà tất nhiên là với một cái chiến lược trên khung thời gian tuần thì cái thời gian chờ đợi nó sẽ lâu hơn, và có thể cái điểm vào lệnh nó sẽ ở nằm ở trong cái vùng giá nó rộng hơn, tại vì do cái vùng khung thời gian tuần thì cái độ dao động nó sẽ lớn hơn so với những cái khung thời gian thấp hơn như là khung thời gian ngày. Rồi, chúng ta sẽ thấy ở khung thời gian ngày là có cái gì cần chú ý cho EURUSD. Đó là một cái phá vỡ cấu trúc tại đây. Ở đây chúng ta có một cái cấu trúc đây là chúng ta có một cái cấu trúc chúng ta gọi là cấu trúc ba nhịp đẩy đảo chiều. Ở đây nếu mà chúng ta nghiên cứu về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ biết cái cấu trúc dạng như thế này. Đó. Sau một cái nhịp tăng giá lên như thế này mà nó ra một cấu trúc đẩy 1, nhịp 2, nhịp 3 nhịp, thì thường nó là chúng ta gọi là ba nhịp đẩy để ngưng cái xu hướng. Cụ thể là xu hướng đẩy, xu hướng ở đây. Và ba nhịp đẩy như vậy nó có thể dẫn tới việc là ngưng cái nhịp tăng giá là cái thứ nhất, hoặc sâu xa hơn thì nó có thể đảo chiều xuống. Thì về mặt lý thuyết ở đây với cái nhịp giảm như thế này thì EURUSD đã phá cái đáy này, thì nó đang có xu hướng giảm ở khung thời gian ngày, ở khung thời gian ngày. Và như vậy thì ở khung thời gian ngày nó đã không còn có cái sự đồng nhất với khung thời gian tuần nữa. Khung thời gian tuần vẫn đang trong xu hướng tăng, còn khung thời gian ngày thì đã chuyển dịch sang hướng giảm. Thì nếu mà chúng ta muốn đặt cái khung thời gian ngày vào cái sự đồng nhất với khung thời gian tuần thì chúng ta phải đợi khung thời gian ngày có một cái cấu trúc tăng giá trở lại, thì chúng ta sẽ tạm thời cái đón mua EURUSD ở dưới đây. Nhưng mà chúng ta lưu ý chúng ta phải đợi cho giá nó tạo một cái cấu trúc tăng giá trở lại. Ví dụ giả sử nó giảm xuống tới đây, bắt đầu nó sẽ có những cái tình huống đi ngang, chúng ta sẽ vẽ như thế này, kiểu như thế này. Đó, kiểu như nó sẽ đi như thế này. Rồi chúng ta sẽ mua vào trở lại từ phía dưới. Đó. Nó sẽ đi xuống đây, nó có một nhịp tích lũy, sau đó nó tạo những cái high ở high lên phía trên và nó break lên phía trên, thì lúc đó chúng ta mua vào nó sẽ hiệu quả hơn. Còn chúng ta tránh việc là chúng ta mua vào khi giá nó rớt thẳng một đường về cái vùng giá đó, thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Đó là ý tưởng giao dịch dành cho EURUSD. Chúng ta đi tiếp qua GBP USD. Thì GU hay chúng ta gọi là cap cho GU của chúng ta đang vẫn ở trong cái trading range ở khung thời gian này, và chúng ta thấy là gì, chúng ta kỳ vọng mua ở phía dưới dành cho GU chúng ta vẫn chưa có thể kích hoạt được, tại vì giá không có chạm tới vùng mua trong tuần vừa qua. Rồi chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần để chúng ta xem GU có gì trong tuần vừa rồi. Đây là một nỗ lực tăng giá mà thất bại của GU khi chúng ta tạo ra, chúng ta thấy được một cái pin bar thiên hướng giảm được tạo ra với cái bóng trên dài và đóng cửa dưới 1/2 như vậy. Thì chúng ta thấy gì, cái áp lực giảm từ cái thanh nến trước nó vẫn đang được duy trì qua cái thanh nến sau, tức là hai tuần liên tục GU đang thể hiện được cái áp lực giảm từ phía trên. Nhưng mà đặt trong bối cảnh của GU ở khung thời gian tuần, chúng ta thấy GU đang đi ngang sau một cái nhịp đẩy lên mạnh như thế này. Đẩy lên có độ dốc rất là cao và mô hình dạng mô hình chữ V xuống và lên nhanh, thì chúng ta kỳ vọng chúng ta sẽ có một cái tín hiệu tích lũy tại đây trước khi GU lại bật lên ngược trở lại. Rồi chúng ta nhìn ở khung thời gian ngày, chúng ta thấy là gì? Đó, cái giai đoạn tích lũy ở khung thời gian tuần nó đang được thể hiện ở khung thời gian ngày qua một cái trading range như thế này. Và chúng ta thấy ở đây nó giống một cái mô hình biểu đồ chúng ta gọi là double top, tức là hai đỉnh đó. Ở đây một đỉnh, ở đây hai đỉnh. Nhưng mà trong phân tích kỹ thuật hiện đại thì chúng ta không cần quan tâm tới việc mà hai đỉnh nữa, mà chúng ta cứ coi đây là một cái trading range. Và nếu giá xuống dưới đây và bật lên thì chúng ta sẽ đón mua ở cái face break tại điểm vùng na giá này, tại vì nó thuận với cái cấu trúc chữ V của khung thời gian tuần. Ở đây thì sẽ là một cái sự tích lũy sau cấu trúc chữ V, thì nó sẽ là một cái điểm mua phù hợp ở phía bên face break tại đây dành cho GU. Rồi chúng ta nói về Bitcoin.
trong tuần vừa rồi chúng ta có kỳ vọng mua Bitcoin xung quanh vùng giá này, vùng giá rộng rộng màu xám này, thì cái giá đã chạm về vùng này và chúng ta đã kích hoạt được cái lệnh mua, nhưng mà chúng ta thấy là gì? Kích hoạt rồi nhưng mà giá chưa có đi khỏi vùng mua, nên xem như chúng ta đang có một lệnh hòa vốn ha. Và hòa vốn tính tới thời điểm này hòa vốn hoặc đang lỗ một chút gì đó, tùy anh em vào lệnh ở cái vùng giá nào trong trong cái vùng này đó. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian tuần, chúng ta thấy là gì? Khung thời gian tuần cho thấy Bitcoin đang có tuần giảm thứ hai liên tiếp, ở đây giá đang đóng cửa dưới hai cái thanh giá này để lao xuống phía dưới này, đó. Nhưng mà về mặt cấu trúc xu hướng thì với một cái cú đẩy lên tại đây vượt qua đỉnh này thì hiện nay Bitcoin vẫn đang ở trong cái xu hướng tăng giá. Nếu mà chúng ta xét từ khung thời gian tuần, thì vẫn đang ở trong xu hướng tăng giá. Chúng ta nếu mà giá mà rớt xuống phía dưới cái đỉnh này, rớt xuống phía đây, phía dưới này lại, thì chúng ta sẽ ở trong một cái giai đoạn của chúng ta gọi là tăng giá yếu đi, nó đã mất lực nhiều. Còn nếu mà chúng ta break cái đáy này trở lại thì chúng ta quay trở lại xu hướng giảm, rồi. Như vậy thì ở trong khung thời gian tuần chúng ta thấy là gì? Mặc dù có hai tuần giảm liên tiếp nhưng mà Bitcoin vẫn đang trong xu hướng tăng ở khung thời gian tuần. Ok, chúng ta quay lại khung thời gian ngày để chúng ta xem có thể giao dịch thuận theo cái kỳ vọng ở khung thời gian tuần hay không. Thì chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta vừa có một cú break, breakout, chúng ta vẽ lại vùng này đi. Đây. Breakout ở đây, đây là cái thanh giá. Thanh giá ngày thứ năm, ngày 9 tháng 2, đây thanh giá lớn. Nó chọc xuống, nó phá vỡ cái giai đoạn break giai đoạn này. Thì về mặt lý thuyết nó có thể dịch chuyển giảm một nhịp bằng với cái độ rộng của giai đoạn tích lũy của nó ở phía trên. Đó. Rồi, như vậy mục tiêu giá nó có thể về đâu đó vùng 20, dưới 21.000, đó, dưới 21.000. Đó, nó về vùng dưới này theo cái cách thức tính mục tiêu giá của chúng ta, nó break xuống như này. Đó. Và chúng ta nhìn sang ở đây thì chúng ta thấy cái cấu trúc biểu đồ ở khung thời gian ngày thì nó vẫn đang là tăng, đỉnh đáy cao dần và đặc biệt cái nhịp đẩy lên này nó đang rất là mạnh. Thì bây giờ cái nhịp hồi xuống của chúng ta này, chúng ta sẽ chờ mua. Chúng ta sẽ chờ mua một lần nữa. Cái vùng mà thích hợp của việc mua này, chúng ta sẽ có cái vùng số tròn 20.000 nằm ở đây. Tọa độ của nó là 20.000 ha. Ở đây. Nó sẽ kết hợp với cái đáy cũ này. Xung quanh cái vùng đáy cũ này, chúng ta sẽ kỳ vọng là nếu Bitcoin đi giảm hết biên độ giảm và về đến cái vùng 20.000 này, nơi là vùng hợp lưu. Hợp lưu tức là kết hợp với nhau giữa cái đáy cũ này tại đây và cái vùng số tròn 20.000, thì chúng ta sẽ có một nhịp đẩy bật trở lên. Đó, cái điều này nó sẽ thuận với cái áp lực mua đang thấy ở khung thời gian tuần cũng như là cái cấu trúc tăng giá của khung thời gian ngày. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp qua ETH. ETH trong tuần vừa rồi chúng ta cũng kỳ vọng là mua. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta vừa có một cú quét xuống phía dưới vùng số tròn 1.500 và chúng ta có một cú bật trở lên ở đây. Đó, như vậy thì cũng tương tự với Bitcoin là ETH, nếu anh em nào mua thì bây giờ chúng ta đang ở trong vùng hòa vốn, vùng đơn quanh vùng mua, chứ chưa có một cái lời lỗ rõ ràng, tại vì giá cũng chưa bật thẳng lên phía dưới trên này và giá cũng chưa xuyên thủng xuống phía dưới này. Rồi, chúng ta sẽ quan sát khung thời gian tuần để chúng ta thấy tình hình chung. Khung thời gian tuần thì chúng ta thấy là gì? Thanh giá giảm trong tuần vừa rồi có thể nói là cái thanh giá giảm mạnh nhất trong cái giai đoạn vài tuần gần đây. Hai tuần trước thì giảm, có tuần giảm, nhưng mà thật ra giảm như thế này thì nó cũng là tình huống tăng giá thôi, tại vì giá được đẩy lên phía trên và đóng cửa phía trên như thế này, và ba tuần liên tiếp thì chúng ta đều có cái bóng dưới xung quanh vùng này, và bây giờ giá là đang giảm về lại cái vùng này, thì chúng ta kỳ vọng có thể sẽ có lại một nhịp đẩy bật lên dành cho ETH xét về cái khung thời gian tuần. Mà chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ không đoán về một cái tình huống như vậy, mà chúng ta sẽ xem cái hành vi giá ở khu vực này. Có thể ở đây nó sẽ dừng lại bằng
giống như những cái tuần trước nó đã phản ứng, hoặc có thể là một nhịp điều chỉnh sâu hơn trước khi bật lên. Nói chung là áp lực ở vùng này với một cái nhịp giảm và một cái nhịp tăng lại tương ứng như thế này thì rõ ràng là lực mua vẫn đang có một cái cú đẩy lên rất là ấn tượng và có khả năng sẽ có kéo giá lên nữa. Rồi chúng ta sẽ quay lại khung thời gian ngày. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta vẫn có hai cái kỳ vọng tương ứng giống như tuần trước. Ở đây nếu chúng ta có một cú break xuống phía dưới như Bitcoin thì chúng ta sẽ có một cú đẩy giá về xuống dưới vùng mua ở phía dưới này xung quanh 1.300 đó. Như vậy thì chúng ta đã có hai cái kịch bản mua cho tuần này. Kịch bản mua thứ nhất, ở đây chúng ta có mô hình inside 3 ha, anh em thấy mô hình inside 3. Nếu giá vượt trở lên trên lại mô hình inside 3, phá vỡ mô hình inside 3, tức là thanh nến nằm trong đó, cái giá cái thanh nến trước này nó bao trùm thanh nến sau nó vào bên trong, gọi là inside 3, thì nó có một cú break lên phía trên này thì chúng ta sẽ mua vào đối với ETH ở vùng này. Còn nếu là chúng ta có một cú phá đáy xuống phía dưới thì nó sẽ xảy ra hiện tượng break out của cái cụm giá đi ngang này, thì lúc đó chúng ta sẽ đón mua từ phía dưới, chúng ta đợi giá giảm về đây rồi chúng ta chờ mua từ phía này là phù hợp. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ xem BNB xem như thế nào. BNB trong tuần vừa rồi chúng ta chờ mua ở cái khu vực này thì kết quả chúng ta thấy là gì, giá quét xuống dưới vùng mua và bật lên một chút xíu loanh quanh trong vùng mua, nghĩa là nếu mà cái lệnh mua chúng ta kích hoạt sau nhịp bật này thì chúng ta cũng đang loanh quanh vùng hòa vốn thôi, chúng ta cũng chưa có một cái hành vi giá đẩy giá đi xa hơn để có thể có lợi nhuận đó. Rồi chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần xem như thế nào nha. BNB có tuần giảm đầu tiên sau 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuần tăng giá liên tục thì có tuần giảm giá đầu tiên đó, có tuần giảm giá đầu tiên rồi, nhưng mà tuần giảm giá này thì cũng không quá mạnh tại vì cái thanh giá của tuần giảm giá này nằm lọt vô cái tuần tăng giá này luôn, nó tạo thành mô hình inside 3, nó thể hiện cái sự nén giá tích lũy chứ nó chưa có một cái hướng cụ thể dành cho BNB ở khung thời gian tuần. Và chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ có thêm sự tích lũy ở đây trước khi giá có một nhịp đẩy bật trở lên tiếp theo ở trong thời gian tới. Như vậy thì ở khung thời gian tuần thì BNB vẫn không có gì quá đáng lo ngại. Như vậy còn khung thời gian ngày thì sao? Khung thời gian ngày thì chúng ta đã có cái sự cảnh báo khả năng đảo chiều xuống với cái mô hình chúng ta gọi là Rising Wedge, tức là cái mô hình nêm giá dốc lên tại cái khu vực này đó. Thì rõ ràng sau khi có cái Rising Wedge này thì đang có một cái cú break xuống dành cho BNB, dành cho BNB break xuống với một cái thanh giá giảm rất là dài ở đây và đi xuống dưới này. Thì với cái lực đẩy như vậy thì chúng ta có thể chứng kiến có những cái sự tiếp nối để đẩy giá xuống, tại vì ở đây chúng ta có một thanh giá hồi lên nhưng mà cũng khá là yếu nè, nghĩa là cho thấy áp lực mua cũng không mạnh đâu. Như vậy thì chúng ta có thể thấy thêm nhịp đẩy xuống dành cho BNB, nhưng với những gì đang thể hiện ở khung thời gian tuần vẫn cho thấy áp lực mua tốt, thì khung thời gian ngày chúng ta kỳ vọng nếu có một nhịp đẩy xuống dưới 300, vùng giá 300 thì lúc đó chúng ta sẽ có một món quà ha, một món quà giá dưới 300 là một món quà biết đâu dành cho BNB, và chúng ta sẽ đón mua BNB dưới này, nó thuận với cái đáy tại đây. Cái đáy tại đây cũng là một nhịp giảm từ trên xuống dưới 300 và sau đó là có lực mua đẩy lên nè. Thì như vậy thì ở đây BNB cũng biết đâu cũng lại có một cái hành vi giá tương tự như vậy khi chạm lại cái support cũ này. Rồi như vậy thì chúng ta đã có một cái phân tích lướt qua từ USD Index cho đến vàng, cho đến FX, cho đến crypto, những cặp tiêu biểu, và đây chỉ là những cái phân tích về tổng quan. Chúng ta sẽ phải dựa vào những cái hành vi giá trong tuần mới để chúng ta xem là liệu chúng những cái ý tưởng giao dịch của chúng ta có thể kích hoạt được hay không. Chúng ta không có mù quáng chỉ giao dịch dựa trên những cái vùng giá như thế này mà chúng ta không quan sát hành vi giá, giả sử hay nó làm cái ọt xuống dưới đây thì chúng ta sẽ bỏ những cái kèo mua như thế này, và chúng ta nếu mà giá nó đi từ từ xuống để mà cho thấy thể hiện cái lực mua, chẳng hạn nó xuất hiện những cái pin bar đẩy lên hoặc là những cái doji hoặc là có những thanh nến lớn đẩy lên thì ok, chúng ta sẽ kích hoạt chiến lược. Đó là cái cách mà chúng ta vạch ra cái kế hoạch giao dịch, chúng ta vạch ra những kịch bản A, B, C, và sau đó chúng ta sẽ xem xét hành vi giá và chúng ta sẽ xem những kịch bản A, B, C như vậy thì kịch bản nào là có khả năng sáng kèo nhất để chúng ta kích hoạt. Đó là cách giao dịch dựa theo price action.
Và hy vọng là những cái ý tưởng đã vạch ra trong cái bài phân tích hôm nay sẽ giúp cho anh em có một cái nhìn tổng quan để đưa ra kế hoạch giao dịch cho mình trong tuần tới. Anh em nhớ like, subscribe và chia sẻ những cái ý tưởng của mình, những cái mong muốn của mình về những cái video clip tiếp theo. Và hy vọng là team sẽ hỗ trợ được anh em để mà hoàn thành những cái ý tưởng đó. Một lần nữa cảm ơn anh em đã lắng nghe và chúc sức khỏe, cũng như là chúc trong tuần mới anh em giao dịch được có nhiều thành công. Hẹn gặp lại trong tuần tiếp theo. Xin tạm biệt.